Cực khó đấy em ơi, hiện tại shop dòng thần com mới khai trương cho nên là khuyến mại lập thẻ nha anh em. 100k anh em nhận 110k, 200 nhận 220k anh em nhá. Hiện tại thì đang bán vàng là X3K7 giá tốt nhất thị trường nha anh em. Và bán ngọc và làm nhiệm vụ tất cả các loại dịch vụ luôn. Ngoài ra hiện tại shop đang bán lịch giảm giá rất là tốt luôn anh em ơi. Khuyến mại rất nhiều. Ngoài ra thì ở trên này có khá là nhiều gian đùm để cho anh em tha hồ quay và trúng những cái nức cực kỳ là khủng, chỉ với giá là 10k đến 20k thôi nha anh em. Dưới này thì có rất là nhiều than đun để cho anh em tha hồ lựa chọn nha. Hãy lên ngay shopdongthan.com để ủng hộ ok em nha. Và trong clip này thì mình sẽ chốt cho em cái event ở clip trước, chính là clip kèo 200k Việt Nam đồng úp từ 100k sức mạnh lên 150 triệu sức mạnh với lại clip mua xe của mình nha. Thì thực ra là hai cái clip này thì nó đăng cùng trong một ngày, nhưng mà mình mới mua xe cho nên là mình sẽ gộp lại và trao cho anh em hai giải thưởng, mỗi giải thưởng có trị giá là 50k nhá. Thì một nữa thì mình sẽ cảm ơn em rất là nhiều nhá. Thì cách thức chơi event của mình rất đơn giản thôi, em chỉ việc là bấm like video với cái kênh bằng cái chuông và tất cả nhá. Sau đó anh em kéo đây, anh em xem cú pháp chơi nhá. Đấy, lưu ý là comment một lần và không chỉnh sửa nha anh em. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành là quay luôn cái random để chọn ra người may mắn nhất trong buổi chơi ngày hôm nay nhá. Mình sẽ bấm quay lại. Ok, thì có một bạn tên là Bằng Nguyễn, thì bạn này bằng đẹp trai mới đúng, bạn kia là clip tốt. Mong được nhưng mà bạn không like video. Đấy, chịu luôn anh em ạ. Đấy cho nên anh em đã mất công chơi thì em hãy like video em nhá. Bây giờ mình sẽ bấm tiếp tục để tìm ra bạn may mắn nhất nhá. Ok, thì một bạn tên là Hồng Đặng mà lại cũng không like video luôn, anh em thấy chưa? Đấy, ok, mình sẽ bấm quay tiếp nhá để chọn ra bạn là may mắn nhất. Đó. Thấy chưa? Có khá là nhiều bạn không like video luôn này. Đấy, tớ là Quân, bạn là ghi à, clip hay vái nhưng mà không like video. Buồn luôn anh em ạ. Đấy, bạn này anh làm clip nào em cũng coi nhưng không like video, thế chịu thôi. Đây, ok, thì có một bạn tên là Hậu P, bạn ghi là mong sẽ trúng, comment hoài không trúng. Ồ, thế bạn trúng luôn này. Tuyệt vời quá bạn ơi. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành là cộng cho bạn 50k nhá. À, ok, em là người chiến thắng. Ok, một bạn đầu tiên nhá. Rồi, thì tiếp tục mình sẽ quay cái random ở bên này nhá. Ok, random mua xe đây. Rồi, thì có một bạn tên là Saga, bạn lại ghi là xịn xò con bò ai đầu ơi. Saga. Ok, mình sẽ quay tiếp này. Đó, bạn ghi ạ. Có tên là Kakalot Thi Hi, bạn ghi là xe đẹp vãi. Thì ok, bạn đã trúng luôn rồi này. Wow, khá là tuyệt vời luôn anh em ơi. Đấy, thì mình sẽ cộng cho bạn 50k ở trên shopbimi.com nhá. Đúng khác này, đúng kiểm tra này, xác nhận này. Ok, thì clip sau thì mình cũng mong muốn là anh em cũng trúng như bạn này nha. Yo và xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình vẫn là Vi Minh đây. Thì trong clip ngày hôm nay thì tiếp tục lại một quả kèo 200k anh em ạ. Kèo lần này thì bạn ấy chuyển qua ví anh em nhé. Vẫn là một cái nick quen thuộc, có tên là Gà Chơi. Gà Chơi hay là Gà Chơi gì ấy, 95. Đấy, bạn này sinh năm 95 anh em nhé. Rất là gọi là đầu tư cho nick luôn. Đấy, lần trước thì mình đã có kèo 200k nhưng mà bạn gửi qua thẻ cho mình. Lần này bạn bảo là bạn có Momo, cho nên là bạn cho ra một cái kèo là úp từ 600 triệu sức mạnh lên 5 tỷ sức mạnh anh em ạ. Thì vừa lấy thì bạn cũng có gửi tiền cho mình để mua ngọc rồi anh em ạ. Đấy thì trả qua ngọc sale ở 8 hiếm quá cho nên mình mua tạm ở một số shop tự động. Thì được 100k được 550 ngọc anh em nhé. Đấy, nhận thì được khoảng 532 ngọc anh em ạ. Nói chung là thì cũng được. Thì bây giờ thì mình gọi là mình sẽ tiến hành là giao dịch cho link bạn ý một số cái cần thiết để cho link bạn ý úp nha anh em. Ok. Link này thì bạn đã chuẩn bị cho mình ở đây là đồ tiềm năng các thứ rồi anh em ạ. Nói chung là bạn này khá là chu đáo trong mấy cái việc này luôn, thực sự là khá là phê. Đó. À, có cái áo quần này, có con hút nữa. Đúng là cũng được. Đấy. Thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành là giao dịch cho bạn ý nhá. Elysee 8 sao anh em còn nhớ không? Thực sự luôn, nếu anh em mà cho mình một số cái kèo mà kiểu mình cảm thấy là ngon ăn đi, thực sự là mình nhận hết anh em ạ. Đấy, nhiều lúc anh em thấy là mình úp lick của mình thực sự còn không bằng đi úp cho lick của anh em luôn ý, thực sự luôn ý. Đấy, tiền vào là thế anh em ạ. Nhưng mà dù sao cũng có một quả clip hay dành cho anh em đúng không? Mình sẽ giao dịch thêm cho bạn này là đây, X4 bản đồ với lại là 20x cùng nộ nhá. Đấy, mình sẽ tinh đi bản đồ kho báo cho nhanh anh em ạ. Đấy, anh em thấy mình khôn không? Đấy, thì trong bang của bạn ý mình sẽ kích bớt một số thành viên nhá. Mình sẽ hỏi bạn ý là mình sẽ kích bớt thành viên ra. Đó, sau đó mình sẽ tiến hành đi bản đồ kho báo thôi. Rồi, mình đã nhắn cho bạn ấy rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành là kích bớt mấy thanh niên gọi là yếu nhất trong bang của bạn ấy ra nhá. Sau đó thì mình sẽ tuyển một số cái nick gọi là nick của mình vào ấy để mình để thuận tiện cho cái việc úp anh em ạ. Ôi anh em nhìn này, con sói Hat Queen này, đậu xanh nhà mày. Cực hot anh em ơi, hiện tại trên shopbimi.com đang bán vàng với giá là X3K8 nha anh em. 10k anh em nhận 38 triệu, 100k nhận 380 triệu,
1.000 cũng bán nha anh em, là thẻ hoàn toàn không bị trừ chiết khấu nha. Hiện tại đã có vàng Series 8 bán X2K4 nha anh em. Đó, ngoài ra thì hiện tại link trên shop của mình đã giảm giá là 20% nha. Trước đã rẻ rồi, bây giờ càng ngày càng rẻ thêm em nhá. Ngoài ra thì cái kho đồ giá rẻ mình đã cập nhật rất là nhiều đồ ở đây rồi, đủ 7 server cho anh em tha hồ lựa chọn nha. Ngoài ra thì cái vòng quay đồ này mình đã giảm giá xuống là 20k nha anh em, thử quay là trúng thôi anh em ơi. Ngoài ra thì có rất là nhiều gian lưu mà quay ở dưới này này, em lên shopee.com để hộ mình. Dạ rồi, mình sẽ mua cái xương cho con sói Hedwin. Ok, đây xương này, xương này ăn này, lại được phiếu giảm giá thì ngon anh em ạ. Ôi được cái phao pha lê rẻ rách tiềm năng đấy. Ok anh em ạ, sẽ kích tiếp anh em nhá. Ok em ơi, hiện tại thì mình đã gọi là ấy thành công, nói chung là kích bớt một số thành viên để mình thêm những cái thành viên mới vào để mình có thể thuận tiện trong cái việc úp cho nick của bạn ý nhá. Ok thôi thì bây giờ mình sẽ tiến hành gọi là đầu tiên là mình sẽ mua cái cho nick của bạn ý một số gọi là vệ tinh trí tuệ em nhá, mua thêm một chút vệ tinh trí tuệ này. Ok rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành là qua đảo Kame để mình mở bản đồ kho báu nhá. Mở xong cái bản đồ kho báu này thì mình mới gọi là mình mới mua bùa anh em nhá, để cho nó đỡ phí thời gian anh em ạ. Tại vì là một ngày đi được 3 cái bản đồ mà đúng không? Đây mình sẽ mua thêm khẩu trang em nhá. Chứ không những mấy lần trước mình mua toàn quên anh em ạ, toàn quên mua khẩu trang thôi, hai ngọc mà nó tăng bao nhiêu đấy. Ok. Mình sẽ mua tầm thêm hai cái nữa. Ok. Rồi, bật cheat nick này thì tầm cheat 3 lên cho nó nhanh một xíu anh em nhá. Ok, rồi bây giờ mình sẽ bấm vào bản đồ kho báu nha anh em. Mình sẽ đi bản đồ kho báu 110 đi. Ok, bản đồ kho báu 110 anh em nhá. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành là cho hết mấy cái nick phụ của mình vào để đi bản đồ kho báu cho nó phê anh em ạ. Hết X2 nhưng mà thực ra đi bản đồ kho báu thì nó vẫn như X2 luôn anh em ạ. Thực sự luôn, mình nói chuẩn cho anh em là như thế luôn anh em ạ. Tại sao? Tại vì là cái X2 nó không áp dụng cho bản đồ kho báu anh em nhá. Tại vì tiềm năng ở trong cái bản đồ này nó được nhiều lắm. À, luôn. Ok. Mình sẽ bấm vào. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi mua bùa nha anh em. Mình sẽ mua bùa cho nick bạn này. Sẽ qua siêu thị để mua nhá. Ok, rồi hiện tại mình đã có mặt ở đây để mình mua bùa rồi. Mình sẽ mua bùa trí tuệ này, bùa mạnh mẽ này, bùa bất tử nhá. Kèm theo đó mình sẽ mua thêm bùa trí tuệ này, X3, X4. Thế thôi, mình sẽ mua như thế thôi anh em ạ. Chuẩn chưa nhỉ? Tự X3, X4. Bùa thu hút nên mua nhỉ? Thôi cứ mua một cái đi. Cái vệ tinh các thứ là ổn áp hết rồi đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là đi bản đồ kho báu cho anh em xem là được bao nhiêu tầm lăng một lần nha anh em. Đấy, nói chung là khá là ổn áp luôn đó. Thì mình sẽ áp dụng cái gọi là, đây bây giờ mình sẽ cắm một cái vệ tinh ở đây này, cắm một cái vệ tinh trí tuệ này. Mình sẽ bật cờ lên, mình sẽ đấm, mình sẽ cho cái nick phụ để chói nha anh em, chói vào. Sau đó mình sẽ cho mấy nick kia là pem. Quá là ok luôn đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho nick này pem nha anh em. Ăn đậu lên. Rồi tiềm năng được 121.000 em nhé. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là ăn cùng nộ lên này. Được bao nhiêu rồi? 200.000 rồi. Bây giờ mình sẽ làm cái gì nữa? Mình sẽ tắt bỏ cái này ra. Đó, cởi giáp ra. Bây giờ mình sẽ ăn thêm khẩu trang vào. Thấy chưa? Nhìn ok không em? Được 300.000 tiềm năng nhá. Đâu nhỉ? Trời ơi. Đây thì bây giờ mình sẽ kết bạn, lấy hai link này kết bạn với nhau, sau đó mình sẽ gọi là thực hiện cái chức năng sư đồ để mình tăng tiềm năng lên anh em ạ. Sư đồ đâu? Ok, ra ngoài để mới xin được nha anh em. Đó, ok rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành là vào lại bản đồ kho báu, sau đó chúng ta sẽ lên tiềm năng khá là nhiều đấy anh em ạ. Ok rồi, bây giờ sẽ qua lại nha anh em. Đấy. Uầy, 700.000 tiềm năng mà hít đấm kìa. Phê bác là trưởng ra. Ok, em thấy được không? Lại bảo không được đi. Ok, rồi, tiềm năng lên rồi anh em ạ. Thấy chưa? Đấy, chức năng sư đồ ấy. Đấy là cái chức năng sư đồ đấy anh em. Thấy được không? Ok. Rồi. Đấy, bây giờ thì mình sẽ tiến hành là cứ để cho cái nick của bạn ý treo nhá. Mình sẽ xem là chúng ta sẽ đi hết cái bản đồ này thì sẽ được bao nhiêu tiềm năng nhá anh em. Đấy, mình nghĩ là cũng được khá là nhiều ấy, nó không được ít đâu. Tại vì là cũng bên 5 tỷ dễ thôi, mình nghĩ thế.
Hôm nay tiềm năng này 700 triệu rồi. Bây giờ mình sẽ cộng cái này lên. Cộng lên đấm này. Bon ngay. Phải sử dụng phải thêm cả đậu nữa anh ạ. Ok, mình sẽ xin đậu. Xin đậu này. Lấy mấy cái nick này cho đậu nhá. Uy tín luôn anh em ạ, thật sự uy tín luôn. Thấy chưa, biến khỉ lên này. Biến khỉ lên được xem được bao nhiêu tiềm năng nhá. Đấm này. Ui, 1 triệu 7 tiềm năng một hit anh em ạ. 1 triệu 7 tiềm năng một hit đấy. Nhiều vãi cả trưởng ra. Cộng phát à. Đã chưa. Ê, nói chung là cứ phải bao phê anh em ạ. Đó. Đấm này, auto đẹp dai anh em ạ. Thấy chưa. Rồi, thì bây giờ mình sẽ cứ ngồi đây để mình treo được tiến hành ốp anh em nhá. Ok. Ok em ơi, và hiện tại thì lick của bạn ấy mình đi hai bản đồ kho báu cho bạn ấy rồi. Thì bây giờ là được 2 tỷ 2 sức mạnh em nhá. Thì dự kiến là 2 ngày nữa sẽ lên 5 tỷ sức mạnh nha anh em. Đó, thì nick này thì hiện tại bây giờ đang nhiệm vụ bất khả thi em ạ. Nhưng mà mình cho luôn cái lick này qua bên rừng đá để úp em ạ. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành gọi là đâu nhỉ? Bây giờ sẽ qua siêu thị mua thêm cái bùa em nhá. Vừa nãy cứ tưởng là bạn ấy chưa đi bản đồ kho báu cơ. Thế là mình mới ấy. Kiểu anh biết tại sao mình mới gọi là mua thêm bùa một giờ nữa, nhưng mà bạn đi một lần rồi thì mình mới đi, thì mình đi được có 2 lần thôi. Ok, bây giờ mình sẽ pem boss này, em thấy chưa, tiềm năng được cũng khá nhiều đấy. Thì bây giờ mình sẽ bật tự động tập luyện lên để cho lấy ngày tự pem anh em nhé. Sẽ cho cheat xuống thấp thấp xíu, hoặc là cheat 3 đi, 3 là phí nhất. Ok. Đó, em thấy chưa, tiềm năng lên được 60.000 một đấm, được 60.000 một hit đấy. Đấy, bật thêm cờ đấy thì ok, nhưng mà bật cờ thì toàn bị mấy nhiên nó đâm trộm từ sau thôi, mệt lắm. Cho nên là thôi anh em ạ, nên mình không dùng ấy nha anh em nhé. Đấy. Thì nick này thì hiện tại bây giờ đang có một cái đây. Giày hút. À không, radar hút này. Đấy là còn hút là cũng được 25% à. Ừ cũng được 25% hút HP đấy. Với lại 500 hút ki là quá ok anh em ạ. Đấy. Úp này thì quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Thì cứ ngồi đây treo nhá. Thì mình sẽ phải là sẽ cắm một cái vệ tinh ở đây nhá. Đây mình sẽ cho ra góc là xong đó mình sẽ cắm vệ tinh nhá. Thì đằng nào cũng còn cái vệ tinh này cắm vào. Tiềm năng này. Phê chưa? Đấy, một con cũng được 500.000 tiềm năng, không phải ít đâu anh em ạ. Đấy thì bây giờ mình sẽ cứ treo cho nick bạn này nhá. Có khả năng mình treo này kéo còn lên nhanh hơn, đỡ phải đi bản đồ kho báu anh em ạ. Ok, ra thì mình cứ tiến hành treo nhá, làm đủ mọi cách để cho nick bạn ấy 5 tỷ sức mạnh để nhận kèo để lấy được 200k của bạn ấy nhá. Ok. Đó nhiều anh em, hiện tại thì mình đã úp xong ở bên ấy anh em ạ. Úp ở rừng đá ấy, thì lên được 2 tỷ 7 sức mạnh anh em ạ, gần 2 tỷ 8 thì mình tính ra là 1 giờ nick này úp được hơn 500 triệu sức mạnh ở bên rừng đá đấy anh em ạ. Phê vãi cả trưởng ra thì mình quyết định mình sẽ mua luôn bùa 8 giờ, úp luôn nick này em nhé. Đấy, mua bùa 8 giờ. Thì bây giờ mình sẽ mua bùa này. Không biết đủ ngọc không nhỉ? Đây để xem nào. Cái này là 180 ngọc nhá, 180 ngọc đúng không? Cái này là 240 này, 240 này. 60 này, 80 này, 90. Mất khoảng 290 ngọc em ạ. Thì ok, nói chung là được, mình sẽ úp full anh em nhá. Sẽ mua bùa trí tuệ này, bùa mạnh mẽ này, bùa da trâu này. Sau đó mình sẽ mua bùa này. Còn 13 ngọc em ạ. Và thêm bùa trở dai 4 ngọc nữa. Ok. Với lại mua thêm gì nữa nhỉ? Để tập luyện mua thêm đây. 2 ngọc nữa. Ok, 5 ngọc. Thế thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành là qua map nha anh em. Trả thù rồi. Okay, mình đã trả thù qua rồi. Giờ mình sẽ pen nha anh em. Mình vẫn úp ở khu không em nhé. Vẫn úp ở khu không. Ok. Rồi. Bật cái đầu tập luyện lên. Đó anh em thấy chưa. Tiềm năng rất nhiều luôn anh em nhé. Sẽ bật thêm cái cờ nữa. Úp cho lẹ anh em ạ. Sự úp bên này phê với cả trưởng ra. Tiềm năng thì nhiều. Úp được một con là 500.000 tiềm năng rồi. Phê với cả hắt ra. Ok. Rồi. Chung là mọi thứ đều tuyệt vời anh em ạ. Thấy chưa. Tiềm năng nhiều chưa. Ok, kèo này mình nghĩ là chắc ăn chắc luôn em ạ. Ăn chắc luôn trong vài tiếng rồi. Quá là tuyệt vời luôn anh em ơi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục mình sẽ treo anh em nhé. Mình chỉ thông báo cho anh em là mình sẽ mua con bùa như thế thôi. Ok, và anh em ơi thì tình trạng bây giờ là mình đã xong kèo với bạn này rồi. Kèo của bạn ấy là 4 tỷ sức mạnh nha anh em. Thì mình đã cày, bây giờ mình sẽ cho anh em xem là bây giờ là mấy giờ nha anh em. Anh em đừng có nghĩ là mình là gọi là bây giờ là 19 giờ, không có chiến đó đâu. À, giờ bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem là giờ là bao nhiêu giờ nha anh em. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành cho anh em xem bây giờ là mấy giờ nha. Đó. Đây, bây giờ là 9 giờ 46 phút anh em nhá. Đó, sắp kèo luôn. Nói chung là úp với mình là quá uy tín chất lượng luôn anh em ạ. Đấy, hai bản đồ với lại úp tí ở bên này lên 4 tỷ luôn. Quá đỉnh anh em ạ. Công nhận.
Mình thề với anh em luôn, công nhận nhá, úp 1 tiếng ở bên này được 500 triệu sức mạnh đi. 500 triệu sức mạnh, 2 tiếng là được 1 tỷ rồi nhá. Có lần còn được 1 tỷ 2 đấy. Đó, thấy chưa? Nhìn này, nó biến khỉ lên đấm cho anh em xem này, xem được nhiều tiềm năng không nhá. Thực sự luôn, nhiều thực sự luôn. Mình phải thề với anh em là nhiều thực sự luôn. Đó, nhìn này. Đó, 290 mấy nghìn tiềm năng. Anh em thấy đỉnh chưa? Quá tuyệt vời luôn, úp đây phê thực sự anh em ạ. Nói chung là treo. Đấy, bây giờ mình sẽ gọi là về nhà tiến hành cho anh em xem là cái nick này của bạn ý á. Thì bạn ý còn bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút nữa nhá. Thì nếu tí nữa mình trả kèo này, nếu bạn có nhu cầu thì mình có thể là mình sẽ treo hết cho bạn cái bùa này luôn ấy. Đó, thực sự là mình úp rất là quan tâm anh em ạ. Bây giờ là còn 363 phút em nhá. 363 phút, 363 chia cho 60. Còn 6 tiếng thì mình chỉ úp có hơn 2 tiếng thôi. Đó, tính ra cái nick này mình úp từ mấy trăm triệu lên nên 4 tỷ này thì chỉ có mất có vài tiếng thôi em ạ. 4 tiếng tầm 4 tiếng nhá. Đó, thì đã lên được cái sức mạnh như thế này rồi thì phải nói một điều là rất nhanh thôi em ạ. Đấy, mấy kèo này thơm với cả trưởng rồi em ạ. Đấy, lại có tiền ăn mì tôm rồi. Tuyệt vời em ơi, quá tuyệt vời luôn. Ok, thì ở đây anh em nhá, đây là bạn ý. Đó, rất đẹp dài luôn, bạn này công nhận là chịu chơi lắm anh em ạ. Thực sự là rất chịu chơi luôn. Em thấy chưa? Đó, thì mình đây, đây là cái tin nhắn mà mình bảo với bạn ý đây. Đó, 2 tỷ 7 anh em nhá. Nói chung là mấy thứ trong này thì mình cũng gọi là nói chuyện với bạn ý, ví dụ như là kích bang hội hoặc là các thứ gì đấy liên quan đến nick của bạn ý, không phải của mình, cho nên là mình cũng hỏi bạn ý nhá. Thì bạn gọi là nhiều lúc cũng hỏi mình này đó. Thì xong kèo luôn anh em ạ, thấy chưa? Bạn bảo là hi hi, để sau nhờ ông Úc nhờ chắc x2, nhờ ông Úc cho nhanh. Ra Úc này thì cũng không quan trọng x2 mấy anh em ạ, Úc lên 40 tỷ nhanh không ý. Hoa là cứ đôn tiền đây, nhiều nhiều ký có hết. Ok, bạn bảo là ngon tí tặng một món quà. Ok, và đấy, đấy là toàn bộ những gì mà mình gọi là cái kèo này cho anh em xem nhá. Đấy,